Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc về tình hình thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tuy chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy và chính quyền các cấp, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Hòa Cường Bắc đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả và khá toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ, phòng chống hiệu quả COVID-19, tập trung khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo tốt an sinh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các kết quả đạt được trên địa bàn phường thời gian qua, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tập trung các biện pháp quyết liệt khắc phục những mặt hạn chế. Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thời gian đến, phường Hòa Cường Bắc phải xem việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội các cấp là nhiệm vụ trọng tâm liên tục xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Mình là hay có cái thói quen là khi xây dựng nghị quyết thì đầu tư xây dựng nghị quyết, hình thành các chỉ tiêu rất là ghê, nghiên cứu rất là kỹ. Nhưng khi làm thì thường làm theo thói quen, làm theo khả năng có sẵn hoặc là làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Chứ mình không bám vào cái đường lối mà nghị quyết Đại hội đã nêu, hoặc là bám vào một cách nó cũng cơ bản chung chung chứ không có rõ ràng cụ thể. Cho nên là việc thường xuyên đối chiếu với nghị quyết và chương trình hành động là cái ý mà đề nghị Đảng ủy cũng phải chú ý. Trong các cái hoạt động của mình phải lưu ý cái tính Đảng, nghĩa là nghị quyết người ta nói cái gì, nghị quyết các cấp nói gì, mình phải cập nhật và lưu ý trong các cái hoạt động của Đảng ủy, của chính quyền, của cả hệ thống chính trị. Về công tác xây dựng chính quyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phường Hòa Cường Bắc cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc đã đề ra, nhưng cần nghiên cứu linh hoạt về phương thức con người trong tổ chức các hoạt động để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị như hiện nay. Bây giờ cơ chế thủ trưởng rồi, nhưng mà không được bỏ quên cái nguyên tắc tập trung dân chủ trong cái hoạt động của chính quyền đô thị. Đối thoại với nhân dân phải tổ chức cho đúng quy định của pháp luật, rồi cái phương thức tập hợp ý kiến nhân dân phải hết sức chú ý, đa dạng linh hoạt, rồi cái quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cái vị trí việc làm theo quy định để tránh chồng chéo, tránh một người có tránh cái tình trạng là một người thì làm rất nhiều việc, một người thì thiếu việc để làm, thì cái này là tuyệt đối. Và chúng ta chỉ có cách là chúng ta phân công và giám sát cái trách nhiệm thực hiện của cán bộ công chức không. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc tiếp tục tập trung các biện pháp phòng chống COVID-19, nhất là duy trì các tổ COVID cộng đồng, chủ động nắm tình hình, kiểm soát dịch ngay từ cơ sở, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đồng thời xây dựng các đề án khai thác tạm thời các lô đất trống, đầu tư các công trình, mô hình mới để phát triển phường xứng tầm với những tiềm năng, lợi thế sẵn có hiện nay.